Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của The House Workshop. Mình là Hoàng Anh, giáo viên lớp Senior và ngày hôm nay chúng ta có một video rất đặc biệt. Chuyện là sắp tới vào ngày 28 và 29 tháng 6, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra. Trong kỳ thi này, với vai trò là một giáo viên tiếng Anh, mình cảm thấy rất tiếc cho các bạn gặp phải trường hợp như sau. Sau khi có kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022, mạng xã hội rộ lên thông tin nhiều thí sinh có tổng điểm cao nhưng vẫn rớt tốt nghiệp do bị dính điểm liệt, phần lớn rơi vào môn tiếng Anh. Đúng như vậy, trường hợp mình đang nói đến ở đây đó là bị điểm liệt trong bài thi môn tiếng Anh. Rất nhiều bạn nghĩ rằng đi thi chúng ta chỉ cần khoanh bừa thì thế nào cũng sẽ được trên điểm 1, tức là trên điểm liệt. Tuy nhiên, vì năm ngoái cũng có rất nhiều bạn bị điểm liệt cũng nghĩ như vậy. Vậy nên hôm nay mình sẽ làm video đặc biệt này thay vì để chia sẻ những kiến thức về bài thi IELTS như mình hay thường làm. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để cho chúng ta có thể giảm thiểu việc bị điểm liệt tối đa. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Với rất nhiều bạn đang xem video này, có lẽ chúng ta chỉ còn cách kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia một vài tuần hoặc một vài ngày nữa thôi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tận dụng ít thời gian này để đạt được điểm cao nhất hay đạt được ít nhất trên 5 câu để tránh bị điểm liệt? Theo mình, cách hiệu quả nhất để làm việc đó chính là thực sự dành thời gian học môn tiếng Anh. Các bạn đừng vội cảm thấy nản lòng nhé, vì thực tế chúng ta có cách để giúp cho các bạn làm được việc này. Theo ma trận đề thi mẫu môn tiếng Anh Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, chúng ta có tổng cộng 8 dạng, đó chính là phát âm, trọng âm, ngữ pháp, từ vựng, đọc điền từ, câu giao tiếp, đọc hiểu và viết. Thực tế thì độ khó của những dạng này không hề tương đương với nhau. Có nghĩa là nếu chúng ta tập trung học vào những dạng dễ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được trên điểm liệt và có thể đạt được những điểm cao hơn nữa. Thêm vào đó, khi chúng ta nghiên cứu về ma trận để thi mẫu này, các bạn cũng có thể thấy được là số câu khó trong bài thi chỉ chiếm có 4% thôi. Vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian này, nếu chúng ta tập trung vào học những dạng dễ hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh điểm liệt. Vậy tóm lại trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 3 dạng bài trong tổng cộng 8 dạng vừa rồi mà mình cảm thấy là có thể học trong thời gian gấp rút này để chúng ta đạt được điểm cao nhất. Dạng bài thứ nhất mà mình cảm thấy dễ hơn đó chính là dạng ngữ pháp, và dạng này chiếm 12 câu trong bài thi. Về các chủ điểm thì các bạn nên ôn theo các chủ điểm được liệt kê ở trong ma trận để thi mẫu mà mình sẽ đính kèm ở phần annotation ở đây. Ngoài ra thì các bạn cũng nên ôn lại những chủ điểm ngữ pháp đã được học ở trong lớp 12. Để luyện tập những chủ điểm ngữ pháp này, các bạn có thể tải đề và đáp án của những đề thi từ năm trước, cộng với việc là chúng ta có thể liên hệ với thầy cô trên lớp để xin thêm các đề luyện tập. Dạng bài thứ hai chính là dạng bài trọng âm, và trong bài thi sẽ chiếm 2 câu. Với dạng bài này, một số chủ điểm quan trọng đó chính là quy tắc trọng âm của những từ gồm 2 hoặc 3 âm tiết. Chủ điểm này quan trọng là bởi vì chúng sẽ giúp cho các bạn có thể đoán được trọng âm của một số từ lạ mà có thể trước đó các bạn chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy hay chưa từng đọc được. Dạng bài cuối cùng dễ hơn mà mình nghĩ là các bạn nên tập trung đó chính là dạng về từ vựng. Theo mình, trong thời điểm gấp rút này, các bạn nên tập trung học lại những từ vựng đã có trong chương trình cấp 3. Lý do là bởi vì trong bài thi tiếng Anh Trung học phổ thông quốc gia có rất là nhiều dạng bài, ví dụ như dạng bài đọc hiểu mà chúng ta chỉ cần hiểu nội dung của bài đọc là có thể trả lời được tương đối nhiều câu rồi. Về cách học thì theo mình có 2 cách học. Cách thứ nhất, các bạn có thể đọc lại các bài đọc đã có ở trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập, dịch chúng, đảm bảo là mình dịch đúng. Ngoài ra, chúng ta có thể tổng hợp những từ vựng này liên quan đến cách viết cũng như nghĩa vào một phần mềm học từ vựng, ví dụ như là phần mềm Quizlet, và thường xuyên làm lại để ghi nhớ chúng. Và vừa rồi là 3 dạng bài mà mình nghĩ các bạn đang muốn chống bị điểm liệt môn tiếng Anh trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nên tập trung học. Nếu các bạn còn bất cứ câu hỏi nào, các bạn hãy đừng ngần ngại và để câu hỏi của mình trong phần bình luận ở bên dưới. Một lần nữa, mình là Hoàng Anh, đến từ The House Workshop. Chúc các bạn thi tốt!